trực tiếp anh em nhá. Anh em này, 100% là xanh chín anh em nhá. Anh em này, 100% là xanh chín anh em nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Anh em nhá, với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý này, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, Thăng Long hay Villa, quân đóm, quân bài đều hết. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu ý này, nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em lưu ý này, cứ cần cái sóc lên những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát trong đĩa anh em nhá. Anh em lưu ý này, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em lưu ý này, ai làm cái ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín, để tôi thử luôn cho anh em nhá. Anh em nhá, bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này, tôi xoay như này, như cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nhá, để kiểm chứng cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nhá, sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nhá, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sóc xong cứ nhảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như thế nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây, đèn nhé một cái và zoom một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sóc sau, cái này sau này, nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá. Còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nhé một cái tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nhá. Nháy hai cái và rung hai cái, tất nhiên là chắn rồi. Đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi, mở này, không bỏ xài, tứ chắn này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Anh em nhanh tay alo, số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi. Đánh 1 tỷ vào chắn, bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đều mà thôi. Mở, không bỏ xài, sốc đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc ạ. Tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sắp hai sắp tiếp này, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, 3 đen này anh em này. Tiếp này, máy báo rung 2 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên sấp 2 rồi. Đánh cả 1 tỷ và sấp 2 rồi, chắc này anh em này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, máy báo rung 1 rồi, cứ gần cái sóc xong ạ, những cái bộ quân nó nhảy xuống, nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bao giờ sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 2 rồi, cứ cái sóc xong đặt xuống như cái bộ quân nó nhảy nó sẽ thu âm được anh em nhá. Đánh 1 tỷ vào chắn này, mở này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đêm mở thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xanh chín, là anh em biệt được người ta anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và dùng một cái tất nhiên là lẻ rồi. Cứ về mặt vị nào nó hất lên, nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát.
Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là say chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là say chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nhá. Cảm ơn em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất này dành cho môn đánh sóc đĩa bình. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Với cái máy thu âm quân vị V68 này, anh em đi vào một cái sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em vẫn có thể làm chủ cuộc chơi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy thu âm quân vị V68 này thôi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nhá. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân chắn, quân ngựa, quân đóm đều hết anh em nha. Nhà mình đã lập trình được bởi vì những cái tiếng cái sắp lên trong quân, trong bát, trong đĩa, tất nhiên là có những cái tiếng động nha anh em nha. Những cái tiếng động của quân lảo xào anh em nha, nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Anh em đi như này, ở trong cái sới bạc kiểu gì có những cái tiếng động hoặc là tiếng người nói anh em nha. Nhưng những cái máy này không bao giờ bắt được anh em nha. Nó chỉ bắt được những cái tiếng quân nhảy thôi nha. Bởi vì nhà mình đã lập trình lên tất cả các bộ quân anh em nha. Anh em như thế, cứ khoảng cách từ 2.5m đến 3m, ai làm gái, ai sóc gái được, anh em đúc ở đâu được, nó sẽ thu âm được tất cả những cái bộ quân anh em nha. Anh em như thế, cái máy này nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản. Cứ gần cái sóc lên, những cái bộ quân trong ba trong đĩa nó sẽ có ra những tiếng động anh em nha. Nó sẽ thu âm lẻ, tức là dùng một cái, mà chẵn nó sẽ dùng hai cái. Dùng là dùng trực tiếp lên nó rồi, không phải qua bất cứ một bộ phận nào cả anh em nha. Sau tôi không lấy nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em lưu này, đây là bộ bát xay chín. Đây tôi thử luôn cho anh em nha, anh em nha. Bây tôi sẽ kiểm chứng luôn anh em nha. Bát đĩa hoàn toàn là xay chín. Anh em lưu nha, anh em ạ. Xem hết cái cuối video này, tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Cái đồ này mới ra, anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình, số điện thoại trên màn hình anh em nha. Với cái dụng cụ này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nha. Anh em mua hàng cầm bát đĩa quân cán lên thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên, khởi lên để những cái đèn này nó sẽ sáng lên để nó bắt sóng tất cả những cái bộ quần anh em nha. Nghe tất cả những tiếng âm của bộ quần anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như thế nào. Có nó tím lúc con người chỉ mình thì biết anh em nha. Bây giờ tôi hất luôn bộ quần này anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Hai đèn tất nhiên là rung hai, tất nhiên là chắc rồi anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn anh em nha. Anh em mà sóc này, những tiếng quân đang nhảy lên nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Máy báo rung một rồi và đèn rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 50 triệu mà lẻ này, mở này không bàn sai ba đèn anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tiếp này, tôi khẳng định luôn cái đồ này vừa từ Macau về chỉ nhà tôi có độc quyền anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai nháy và hai dung tất nhiên là chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc này, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, cơn cái sắp lên những cái tiếng quân nhảy nó sẽ thua được tất cả nha anh em nha. Đen nhé một cái và dung một cái, trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này không bao giờ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị, máy thu âm đều đưa ra kết quả anh em nha. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để trong bát để cho anh em nhìn cái độ rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi sẽ đút luôn vào người, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đút luôn vào người này, tôi đánh thử cho anh em nha. Ba trắng sóc tiếp này, nó sẽ thua được tất cả nhá, từ 2.5m về cho anh em nha. Máy báo rung hai rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc này, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Máy làm gì có chuyện sai anh em. Cái đồ này mới ra anh em nghe tên alo trực tiếp mình, số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn anh em nha. Máy báo rung hai rồi, chồng ba chồng nhiên tất nhiên là chắc rồi, đánh 50 triệu mà chắc này, bán chắc này, ai đắt tiếng này cũng ra đây mà thôi, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh một tiếng bạc này. Máy báo rung một rồi, chồng ba chồng nhiên tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ lẻ này, mở này ba đen này anh em này.
qua vài tiếng bạc ạ. Anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị V68 này như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cầm cho tôi cái máy này thôi. Bây tôi sẽ để ra cái bát và tôi sẽ lắc lên để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa? Hai rung và hai đèn tất nhiên là chắc rồi anh em nhá. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của cái máy thu âm quân vị này như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em đi đi nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đi, quân cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy thu âm quân vị V68 này thôi anh em nhá. Bây giờ cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Anh em đi này, bát đi quân cán hoàn toàn là sai chín, tôi khẳng định luôn. Cái đồ này đồ độc quyền chỉ là tôi có anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ đập mát và đập đĩa luôn cho anh em. Anh em nhìn này, 100% là sai chín anh em nhá. Bây giờ tôi đập mát luôn anh em. Anh em nhìn nhá, 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Anh em kiểm chứng cho anh em. 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa anh em. 100% là sai chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp với người ta. Ngày xưa, anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát, hoặc luồn đĩa, hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi ạ, chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều ghét. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá. Quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này ạ, dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là sai chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà, anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên máy nó không rung. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ rung hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ rung một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không rung anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc rồi. Nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở đây, không bao giờ có chuyện sai. Trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này,
nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ vào lẻ, mở này. Ai đặt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi, mở này, không bỏ sai, ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi. Bởi tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này, không mà sai, bà trắng này anh em này, tiếp này. Anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi. Máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko thôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này, không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này. Đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có thôi anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bạ sai, bà trắng này, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sấp 2 nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa, tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lại trên màn hình anh em nha. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nha. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Tôi đập đĩa cho anh em 100% sẽ chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Xin chào tất cả anh em. Được rồi thì cũng có rất nhiều anh em gọi điện đến hỏi tôi về cái kính hiển xuyên bát, cái độ hiệu quả và chính xác của nó như thế nào. Thì để chứng minh cho anh em biết cái độ hiệu quả của nó thì hôm nay tôi quay lại cái video này để cho anh em cùng xem và thực tế luôn là cái kính hiển xuyên bát nó hiệu quả như thế nào. Thì cũng bây giờ chỉ bị cũng có một khách từ trên Lào Cai xuống, khách trên Lào Cai thì tôi cũng quay lại luôn cái clip bán hàng để cho người ta trực tiếp người ta thử hàng, test hàng và cho anh em cùng được chứng kiến. Đồ công nghệ bây giờ nó phát triển cho nên là cái gì cũng sản xuất được. Anh đây. Alo, anh Nam à? Ừ anh đây. Ờ, em đang ở dưới nhà anh, ở cửa em xuống đón khách như này. Vâng. Đấy, tiện thể thì tôi cũng quay lại luôn cái video bán hàng này để cho anh em cùng được chứng kiến. Anh em ở các tỉnh gọi điện hỏi rất là nhiều cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái kính nhìn xuyên bát. Thì nhân đây tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em hàng hóa của tôi rất là nhiều. Và đi anh muộn thế. Vâng, nhà em xa Lào Cai rồi. Anh mời anh 8 giờ mà bây giờ mình mới xuống. Thế em cũng gọi cho anh ấy, em lên em hỏi cái kính nhìn xuyên bát này em nên xem, em test thực tế xem nó như thế nào. Qua gọi cho anh ấy gì? Vâng. Thì anh chắc là xem có quảng cáo của anh rồi đúng không? Vâng, em qua xem rồi. Xem có quảng cáo thì em thấy nó thế nào? Em thấy nó khá là dễ chơi. Ừ. Em bảo là nhìn được hết các bát thì em thấy nó rất ok, em nên xem thử tiếng. Thế trước chơi gì chưa? Bát đĩa thứ chơi chưa? Chúng em thì người khôi của khó, người khó luôn á. Không luôn là cái gì cả. Nên em thấy đấy thì không phải luôn gì nên em thấy dễ chơi. Nên em xem thử tế xem như thế nào. Thế bây giờ anh đưa luôn cho mày xem cái kính nhá. Vâng. Xong cho mày thử nhá. Ok anh. Nói chung là khách gọi ấy, anh vẫn cứ bảo là muốn ấy, biết được độ hiệu quả chính xác của nó như thế nào ấy. Vâng. Lên thẳng cửa hàng anh test thử cho.
chơi được thì lấy, chứ không lại bảo là anh gửi cho em đồ có chơi được hay không. Vâng. Bọn em cứ phải lên trực tiếp lên trên này. Vâng, em muốn test thực tế luôn. Đây này, cái hàng anh ấy là anh đóng ở đây rồi, đóng ở hộp rồi. Nguyên lai nguyên kiện. Vâng. Anh kể cả sau đợt tới em lấy hàng của anh, em ở xa, anh gửi hàng cho em kiểm tra hàng. Em hiểu chưa? Đỡ phải đi lại nhiều. Rồi, anh em làm ăn lần đầu thì là em xuống đây, lần sau anh gửi lên cho em. Anh em làm em lâu dài anh ạ. Ừ, đây, kính này. Anh kính áp tròng nhá. Vâng. Cái kính này đeo mắt gì đối phương phát hiện không anh? Không biết được, bọn anh cái này là làm đúng màu mắt luôn. Vâng. Cái hàng này là bọn anh phải nhập khẩu về chứ ở Việt Nam, Trung Quốc không có. Rồi em hiểu. Cái này là đặt bên nước ngoài về. Vâng. Đeo vào thì có bị đau mắt hay là chảy máu mắt không anh? Em nhìn với cho anh là cái này nhá. Vâng. Đeo vào là hoàn toàn không được gì cả. Vâng. Ngày xưa ấy, cái công nghệ nó còn kém phát triển. Vâng. Em đeo cái kính áp tròng mà đơn giản như cái kính nhìn xuyên bài ấy. Vâng. Em đeo vào có thể là một thời gian nó bị chảy nước mắt nọ kia, nhưng mà cái kính này bây giờ làm hoàn toàn là an toàn, không ảnh hưởng gì đến mắt của em. Đây là có hai lọ này, bên một lọ này để trong cái dung dịch này. Vâng. Để cái dung dịch này nhá, là để nó giữ cái độ ẩm. Vâng. Giữ cái độ ẩm thì mỗi lúc nào em chơi thì em mới xoay cái nắp này ra cho anh. Vâng. Xong em đeo vào mắt xong thì vào chơi, lúc nào gần chơi thì đeo nhá. Vâng. Đây là cái đồ phụ kiện để em đeo rồi. Bây giờ như này, anh cho em đeo thử luôn, chứ còn bây giờ anh mà đeo, anh mà nhìn thì nó không thực tế. Vâng. Anh để cho em tự đeo, tự nhìn và tự ấy luôn nhé. Vâng, vâng. Thì hôm nay em xa ấy, em cẩn thận cho em đeo bác đuôi, em test nó thực tế. Em sợ là bác của bên anh nó không đảm bảo nên em là người cẩn thận, nhà xa để đi bất công anh ạ. Chúng mày cứ phải lo, anh bảo về rồi mình nên mình cứ cầm bác đuôi lên thoải mái. Vâng. Lên trên này test được hàng gì đấy. Anh em có cái gì đâu mà cứ phải. Đây bây giờ nhé. Vâng. Đây là cái hộp để mình ấy này, đeo này, dụng cụ này. Vâng. Ui, lạnh quá, thầy dùng vừa tắm nước lạnh, lạnh quá. Đây, đây nhé. Vâng. Cái này mở này ra. Một tay nữa cắt. Hàng hóa bây giờ người khôn của khó, chúng mày đi chơi bây giờ nhé. Chơi bây giờ. Đây bắt đi em đây đúng không? Vâng, bắt đi em đây. Đấy, bây giờ anh tháo ra cho em đeo nhé. Vâng. Đây, người đàn người kiện luôn này. Vâng. Đấy, cho anh cửa cái việc thì anh nó không tay. Đấy, em ấy em đeo luôn đi nhá. Đeo không thì anh cho mình nhìn luôn, anh sóc cho mình nhìn luôn. Mình nhìn xong mình chỉ luôn quân. Vâng. Em muốn bị gì không? À, khóa. Cái này đeo dễ không anh? Đeo dễ mà, đấy em cứ có cái dụng cụ đeo đấy, em cứ thế em. Cái này gắp lên không anh? Gắp lên xong em cho vào mắt, kính áp tròng ấy mà. Vâng. Em những người cận người ta đeo vào mắt người ta còn chả việc gì, còn nhìn phát hiện sao nữa chơi. Vâng. Đấy. Đấy, rất là đơn giản, kín đáo, đi chơi núp về. Mẹ đánh bạc thì ngựa ngựa mà đánh nhỉ, chưa chắc chúng mày đi chơi bạc thì chúng mày biết rồi. Vâng. Ngựa ngựa mà đánh thôi. Dễ mà. Rồi. Đây rồi. Hơi hơi gợi mắt tí. Nó không chảy nước mắt, không chảy nước mắt. Không có gì đúng không? Vâng. Anh không chảy nước mắt. Không làm sao cả. Có gì thì anh bảo. Cũng dễ đeo anh ạ. À. Đeo cái vào thôi. Lại không gì được. Ăn uống gì chưa? Em ăn rồi anh ạ, em đi xe thì dừng lại để chặn em ăn rồi. Ừ, thường chưa ăn tí xong mới anh em đi kiếm gì ăn. Em mua đồ xong em bắt xe em về luôn, chơi luôn trong đêm. Đeo chừng bây giờ. Bây giờ chúng nó đang chơi à? Vâng, nó rủ chơi đêm nay thì em bắt xe. Còn bây chắc là dưới gọi là Munich mấy thằng đạp với nhau thì mới chơi tầm này, còn vào trong dưới kia thì chơi 2 tiếng thì nhéo ai lại chơi đêm kiểu đấy. Vâng, chơi là người quen. Thì quen cả dễ.
Bây giờ lấy quân anh, lấy quân của em. Dạ. Quân xong rồi. Quân thì không quan trọng, còn nó có ăn đũa rồi anh ạ. Em thì sợ phát đũa thôi, còn quân thì quan nào được anh ạ. Quân này, đây thử mày luôn nam châm này. Quân này hoàn toàn không tăng thêm đấy. Ừ anh ạ. Đấy nha. Được rồi anh ạ, đeo vào nó cũng... dễ nhìn đúng không? Dễ nhìn, nó như đeo bình dâm vậy ạ. Đây nha, chìa khóa xe nhá. Đấy. Rồi, nhìn rồi. Em không thấy, em không thấy chảy nước mắt đâu. Không chảy nước mắt. Quân cá này, hoàn toàn không có gì nhá. Anh em đưa tiện nữa. Vâng. Đã được xả, có thể chờ đợi. Anh thử sóc nhìn xem nhá. Anh nhìn thấy không? Có. Cái gì? Ba đen. Ba đen à? Vâng. Ồ đúng rồi anh. Đúng chưa? Đây ba đen. Đúng rồi, ba đen. Anh em nhìn này. Độ hiệu quả chính xác. Vẫn ba đen anh ạ. Ba đen à? Vâng. Mày đánh như này thì cứ cho người ta đi ăn cắp bò hết à? Đấy. Cái này chết. Sấp đôi anh ạ. Sấp đôi à? Vâng, sấp đôi, nhìn rõ đó anh ạ. Đánh thử 100 triệu nhá. Vâng, sấp đôi luôn, chắc chắn luôn. Được. Đấy. Đánh như này thì... không nhìn dễ được không? Dễ chơi không? Xem xem đeo thực tế không dễ thì... cho người đánh thương nữa. Ba trắng anh ạ. Ba trắng à? Vâng. Ba trắng. Đấy. Ừ. Đúng, nhìn rõ lắm anh ạ. Mọi người. Ô, cái này chưa thích anh ạ. Đấy. Hàng đấy rất là chuẩn chỉ. Cái này vào sới chưa thích ạ. Mày đi chơi sớm thì nó lại chơi à? Tiếng được tiếng thua chứ đừng có kiểu chơi mẹ mày 10 tiếng làm cả 10 thì kiểu vâng, vâng, đấy, em biết mà em biết mà. Thôi bây giờ có lấy cái này không? Có em lấy chứ. Em lấy mấy bộ luôn anh ạ. Em lấy tặng hai bộ thì cái gì đặng xong gửi chục bộ lên em chơi trả. Cái này đây đóng cho mày 2 hộp nhá. Vâng. Mẹ hàng vừa nhập về hết mẹ hàng. Lấy cho cái túi đóng hàng. Cái này cứ chơi thoải mái. Nếu mà anh em mình làm ăn với nhau rồi được chưa? Vâng. Lần sau mà cần ấy thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh. Vâng. Xong thì anh gửi cho. Rồi, cái đấy em biết rồi, cái đấy em biết đấy, trước một lần, lần sau thì em cứ tí anh gửi hàng cho em. Rồi, không phải. Anh thêm quả đi nhé. Tổng em bao tiền nhỉ anh? 10 triệu ạ. 10 triệu à? Ừ. Vợ gọi nhỉ? Đi mua đồ về đi đánh bạc vợ gọi thì kệ, có thích tiền không? Gọi bảo vợ có thích tiền không? Rồi, anh đến với em nhá. Rồi em về bắt xe luôn, em đi về em chơi luôn. Đi ăn cơm đã. Thôi em về em bắt xe luôn em chơi luôn. Lấy lại cái gì em mất rồi. Em mất nhiều quá. Thua tiền tỷ rồi. Thế thôi ấy đi, Hiệp đưa em nó xuống cho nó trả nó ra đến xe cho ấy xe nó về nhá. Vâng. Thôi em xin biết anh nhá, em về luôn này, em bắt xe nó kịp. Đấy, ấy về đi nhá, xong thì có gì alo cho anh nhá. Vâng. Cái gì không biết thì cứ gọi điện trực tiếp cho anh nhá. Vâng. Em về nhá. Ừ. Đấy, vừa rồi mình cũng đã test thử hàng cho anh em cùng xem và cùng chứng kiến cái cảnh mình bán hàng, xem cái kính áp tròng nhìn xuyên bát, cái độ hiệu quả của nó như thế nào, có chính xác hay không, để cho anh em không phải thắc mắc về cái độ hiệu quả của nó. Thì anh em nào có nhu cầu hay là có thiện chí mua hàng thì liên hệ cho nhà mình vào số điện thoại 0973 00066. Bên mình thì có 2 cơ sở, một cơ sở ở bến xe Mỹ Đình và một cơ sở ở bến xe Miền Đông. Anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại cho mình. Mình sẽ tư vấn cho anh em. Thôi, video mình quay đến đây cũng kết thúc. Xin chào toàn thể anh em, chúc anh em
may mắn.